chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Cặp đôi Wilson và Exeter dọn phòng khách Rice Boy chất như nước cất. Các chiếc Wilson và Exeter tưởng chừng như là hai chiếc xe chẳng bao giờ dính dáng với nhau. Điều đó đã khác đi khi nó rơi vào tay của anh Hiền. Chàng trai này đã biến tấu cái con Exeter của anh ta và cái chiếc Wilson của bạn gái cho nên thành một cặp đôi tâm sự tâm với nhau. Lấy tông màu vàng làm cho đầu chính, chiếc xe cho nên trẻ trung hơn, phong cách chất hơn bởi những cái chú thỏ đinh vật thì đến từ Rice Boy. Ngoài những cái chú thỏ thần thánh này thì chiếc xe còn có sự góp mặt một vài chi tiết màu đen nhám tạo thêm cái chút là chắc chắn cho cái cặp đôi này. Cái cụm thắng trên cái chiếc Exeter đến hiện của Rice Boy với mức giá khoảng 1 củ, đem lại hiệu năng thắng là tốt hơn xin. Ngoài ra còn tặng kèm bình dầu rời không cần chi mua thêm. Bên cạnh cái cụm thắng là cụm gia thiệu đến từ Domino. Cái chiếc xe này có mức trợ tốc tốt hơn, đó chính là có mức giá khoảng 2 triệu. Liên lạc cái cụm thắng Rice Boy bên trái thì Exeter được trang bị cái cụm con dây xứ xứ đến từ điện lãm này luôn. Anh chủ cũng cảm thấy búp con cũng nhẹ nhàng khi máy. Một cái giá khoảng 1 triệu cho cụm con này thì hoàn toàn xứng đáng. Đến với mặt trong của phần tay lái, chiếc xe được nâng cấp đáng kể. Cái chiếc đồng hồ Casio dành riêng cho Exeter 110 đời cũ, một dải đèn LED báo tua cực kỳ sắc sảo, mức giá khoảng 3 triệu. Ngoài ra còn tất cả cụm công tắc đồ chơi phong cách Z900, chất hơn rất nhiều và rất là nổi bật. Nếu như bản thân ứng dụng cho mình cái mông Rice Boy cho cái chiếc Exeter, thì anh Hiền lại nâng cấp cho cái chiếc xe bạn gái là cái chiếc Wilson, một cái cụm là Rainbow Asset phiên bản Costa, mức giá từ 6 đến 7 triệu. Kết hợp cùng với bình dầu Rainbow khối sủ cái nắp CC nâng tầm thẩm mỹ cho con xe. Bên cạnh cái cụm thắng Rainbow thì chúng ta quan sát được ở chiếc Wilson bạn gái của anh ta còn trang bị cái cụm con Alien để tận dụng điều tiết cái thắng đùm sau. Cái điều đặc biệt nhất là phần tay cái cụm này được có cái phần là tay chảy Rainbow đồng nhất với cụm thắng bên kia, làm tổng cái này cho nên liên lạc hơn và mức giá cũng rất ổn, 2 triệu. Khi tìm hiểu về mặt trong của chiếc Vision thì có lẽ chúng ta thấy những món đồ chơi xịn sò, không kém những cái chiếc Exeter đâu. Khi chiếc xe này được trang bị cho mình màn hình TFT lấy cảm hứng từ Ducati, hiển thị vô cùng sắc sảo. Đồng hồ có sự hiện diện của một cái chiếc đồng hồ Casio nhỏ để Double thêm cái sự tiện lợi hơn. Cái dàn chân của con Exeter độ này được củng cố bởi cái mâm đợt Rice Boy 8K, mức giá dưới khoảng 2 triệu, heo thắng, đĩa zin đã bị lỡ bỏ, nâng cấp lên hẹp Rainbow 4X, đĩa là King Rush, một cái cặp đôi mức giá từ 6 đến triệu, từ 6 đến 7 triệu. Sang bên cái chiếc Wilson thì ta thấy được cái mâm Rainbow 8K, giống y chang như cái chiếc Exeter nhưng là mâm dành cho Waro, trắng như zin, không cần chế gì cả, chỉ làm nhẹ là cái mặt đạn ống chỉ. Heo thắng cũng của hiệu Rainbow, có cái tên là 2 bit để xứng. Cùng với đó là cái đĩa thắng King Rush, mức tổng giá trị được nâng lên tầm từ 5 đến 6 củ. Những chi tiết máy của Exeter đã được tô điểm với cặp lốc FZ rất đẹp mắt, cùng với cái phần mang cá phay là cực kỳ đẹp. Giá của cái cặp lốc này khoảng 2 triệu. Thuận tiện hơn trong quá trình chuyển số, chiếc xe còn được nâng cấp cái cần số 2 triệu theo tính từ XR. Mức giá đang được bán cái cần số này là khoảng 320k. Dàn chân sau của Exeter cũng đã nâng cấp khá mạnh với con hẹp Rainbow logo đỏ có mức giá khoảng 3 triệu. Cái thế bất ngờ như ở trong cấp này chúng ta thấy giúp đất cát rơi ra khỏi heo, anh chủ dễ dàng vệ sinh hơn. Cái cảm giác nhúng trên cái con Vision này rất êm ái nhờ vào cái phục Red XG series, mức giá tầm là dưới 2 triệu, mang cấp tông màu đen rất cứng cáp. Để phê hết cây phục, anh chủ đã chọn ốp chó gọn gàng hơn của Summer X, một lựa chọn hết sức tinh tế. Cây phục trên Exeter của anh Hiền cũng là khá nổi bật, không kém gì của cây phục là Vision, là phục Rice Boy DB2, mức giá là cỡ 5 triệu. Vị trí này thì anh ta thấy được cái chiếc cấp King Rush, mức giá khoảng 2 triệu, chịu trách nhiệm củng cố cái dàn chân sau. Và chúng ta hãy xem lại cái cặp đôi siêu xịn sò này nhé. Sonic 1/10 lên cái cặp mâm Rice Boy mức giá hơn 30 triệu. Cái con Sonic 1/10 hôm nay là một cái dòng xe con tay nhập khẩu từ Indo về thông qua các hàng bán xe tư nhân. Chiếc xe có chung nền tảng động cơ chiếc Sonic 1/10 của Việt Nam
nhưng màn hình thể thao lịch lãm hơn rất nhiều. Và ở đây người chủ rất ít chia sẻ nên cũng không thấy hết được cái phòng thi đấu. Nhìn từ xa chúng ta thấy rất rõ đây là cái cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với dòng AM. Lực ép xuống cái con heo dòng Rainbow tạo cái sự ma sát lên đĩa của Rainbow Cover giúp chiếc xe tốc nhanh hơn. Hệ thống treo trước được thay đổi hàng đầu mới, người chủ đã tạo ra một cái gì đó tinh tế hơn khi sử dụng trên mình cái cặp TC màu kết hợp cùng chiếc giáo phục phong cách của chiếc xe từ 105. Phay nhẹ lại tạo một cái kiểu ấn tượng hơn cho cái chiếc xe độ. Có lẽ người chủ không muốn phá hư cái cặp phục xin nên đã dùng lại gót cơ một cái trên. Hệ thống treo sau không thua kém gì, rất đáng đồng tiền bát gạo. Khi sử dụng cái bình phục Holin bình dầu rời, một hiệu phục đã gắn liền với anh em chơi xe trong hàng chục năm gần đây. Khi xưa các chiếc phục lớn mới hay là nhà máy Holin ở bên Thái đã sản xuất phục vụ dành cho những cái chiếc phục nhỏ. Trên chân sử dụng chiếc bình mâm Rainbow 5 cây CC màu cam. Hiện phiên bản này đã bị ngừng sản xuất rất lâu. Những cặp này là hàng tồn kho và được đẩy giá lên rất cao, là hơn 30 triệu đồng một cặp. Giá này cao hoặc thấp hơn tùy theo từng màu sắc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để kịp clip nhớ like và subscribe.